là vì anh rất tự tin và nói em cứ qua nhà anh ở đi, được sự yêu thương của mẹ anh, vì nhà anh tới mười mấy cái camera trong nhà. Hai đứa nào ghen hơn? Dạ anh này. Anh này ghen. Dạ, bữa nay anh bớt ở đó, hồi đó anh ghen dữ lắm. Hồi đó lúc mới yêu là ghen dữ lắm hả? Thì bởi vậy anh nó mới đề nghị là hãy qua nhà anh ở. Là để cho mẹ anh nó quan sát giùm luôn. Đó. Rồi có khi nào mà anh không tin anh không? Anh gắn camera anh cho người theo dõi. Nhà anh là vì anh rất tự tin là nói em cứ qua nhà anh ở đi, được sự yêu thương của mẹ anh, vì nhà anh tới mười mấy cái camera trong nhà. Anh đi đâu làm đó? Em ở trong toilet đó anh, không có gắn camera. Thì nhà em là truyền thống camera. Ba em từ nhỏ để có được những cái thước phim và dữ liệu của tụi em hồi nhỏ để mà tập luyện biểu diễn là do ba em hết. Và tới khi mà tụi em lớn khoảng gần 10 năm trước, tụi em đi diễn nước ngoài á, thì ba em gắn những cái camera quan sát cho tụi em đi qua nước ngoài diễn, để mà lúc nào cũng có thể xem được ở nhà đang làm gì để đỡ nhớ nhà hơn. Đúng rồi, đỡ nhớ nhà. Chính vì cái đó mà bị ám ảnh vô đầu em và em thích cái điều đó. Em mua nhà hay là sau đó em cũng gắn camera. Và bây giờ hiện tại trong nhà em là 8 cái camera. Trừ cái toilet thôi. Vậy là em quá ghen đúng không? Nhưng mà thực ra là ghen nhưng mà không...